Bây giờ chúng ta sẽ làm cái loại máy bay này nha, cái mẫu này. Hai cái mẫu này nhìn có vẻ khác nhưng mà nó là một cách làm giống nhau nha các bạn. Chỉ có cái công đoạn cuối cùng, cái bước cuối cùng đó thì cách xếp nó khác không một chút xíu thôi ha. Cái này giống máy bay quân đội ha, máy bay chiến đấu này, máy bay chiến đấu. Rồi chúng ta bắt đầu chuẩn bị một tờ giấy lịch cũng tương tự như vậy, gấp đôi lại. Đối với bất kỳ một cái mẫu máy bay nào chúng ta cũng làm là gấp đôi lại nha các bạn, gấp đôi để lấy nếp ở giữa. Rồi gấp đôi lấy nếp ở giữa để có màu hoa ở bên ngoài á, thì chúng ta gấp nó màu trắng ở trong. Rồi tiếp theo gấp cái này thì không gấp theo kiểu này ha, mẫu máy bay này thì không gấp theo kiểu này mà chúng ta sẽ gấp theo kiểu này. Máy bay này nó hơi phức tạp hơn so với lại cái kiểu lần trước, máy bay tiêm kích thì nó dễ hơn một chút xíu ha, ít bước hơn. Các bạn cố gắng xếp cho nó thẳng nha, theo cái nếp nó đẹp và nó cân đối các chiếc máy bay của mình. Cố gắng xếp cho nó theo cái mép, đúng cái mép. Rồi. Để mà chúng ta gấp lại được như thế này nữa thì cách đơn giản hơn, chúng ta gặp nó qua bên đây để chúng ta lấy nếp thôi chứ không có gì đặc biệt hết. Rồi nếp, lấy nếp, lấy nếp cho nó dễ. Rồi quay lại chúng ta sẽ bỏ nó vô cho nó dễ ha. Làm giấy lịch đó thì nó mềm cho nên là nó tương đối dễ, mà làm nhiều cũng đau tay lắm các bạn, tại vì các bạn biết là cái giấy mà giấy nó sẽ bén lắm, mình vuốt riết là nó đứt tay mình, nó rát cái tay á. Rồi xuống, vuốt nó xuống. Rồi vuốt nó xuống, rồi chúng ta sẽ bẻ hai cái miếng này qua bên, bẻ hai cái miếng này qua bên. Rồi chúng ta sẽ gấp đôi cái này, gấp cái này lại, gấp theo nếp nha. Nhớ là tới cái đường giữa này thôi nha các bạn, cái đường giữa này. Rồi bẻ nó qua xong rồi gấp theo cái đường giữa nữa. Đó, theo cái đường giữa này nha. Rồi theo cái đường giữa này. Bây giờ chúng ta sẽ gấp một cái đường, chúng ta sẽ có một cái đường song song, tạo thành một cái đường song song như thế này với lại cái mép ha, tạo thành một cái đường song song với mép. Cho nên là các bạn canh đi ha, canh canh nó nhỏ nhỏ vừa vừa. Rồi song song, rồi tương đối song song. Rồi bây giờ chúng ta làm một cái mặt bên kia tương tự, cho nên là chúng ta gấp lại để dễ làm, để dễ canh. Cái mặt tương tự nó tương tự như vậy cho nên là nó phải có bằng kích thước nên là dễ canh, thì chúng ta sẽ xếp lại. Đó, xếp lại ở đây, xếp lại ở đây cho nó dễ ha. Rồi xếp lại, rồi tạo nếp. Rồi được cái nếp rồi, bây giờ chúng ta sẽ banh nó ra. Rồi gấp một cái nếp, gấp ở đây, ở cho cái cạnh giữa này, nếp cạnh giữa. Rồi cạnh giữa cái này đối diện tương tự, cạnh giữa, cạnh giữa. Các bạn làm đừng có chồng lên nhau nha, tại vì chút nữa chúng ta còn gấp lại nữa cho nên là đừng làm chồng lên nhau. Rồi bây giờ để mình giữ nó lại thì mình bẻ nó xuống, bẻ cái này xuống để giữ nó lại ha, cho nó đẹp nữa.
Rồi, nhớ cái đường này nè, cái đường này cho nó ngang ha. Các bạn có thể làm xéo cũng được, nhưng mà làm sao cho nó đẹp thôi, với lại giữ được. Rồi, bên đây cũng vậy. Rồi, bây giờ chúng ta gấp đôi nó lại. Rồi, lại gấp thêm một lần nữa. Nhớ là các mép nó bằng nhau nha các bạn, các mép nè, mép này bằng nhau ha. Mép này bằng nhau. Rồi, mép này cũng bằng nhau. Rồi, đây. Như vậy là chúng ta sẽ có một cái mẫu này tương tự với nhau. Đây. Mẫu này tương tự. Nhưng mà để cho giống cái mẫu này á thì chúng ta làm thêm một bước nữa ha. Chúng ta sẽ gấp thêm cái này để tạo nếp cho nó, cái này cho nhìn máy bay nó ngầu hơn một chút xíu ha. Rồi, đây. Bên đây cũng vậy. Các bạn cần làm canh á thì bạn xếp lại ha, còn mình không cần, quen rồi thì không cần canh nữa. Thì ước chừng thôi. Cho nó đều. Rồi. Đây, đã hoàn thành. Đã hoàn thành tác phẩm máy bay chiến đấu ha. Máy bay này thân thiện quá. À, hoa sen. Đây. Rồi. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại clip tiếp theo.